Calvert Lewin, 1-0 dành cho Everton. Bàn thắng thứ tư trong vòng 5 trận đấu của Dominic Calvert-Lewin. Sheffield và Burnley là những đội thua trên sân nhà nhiều hơn và giành ít điểm hơn Luton Town. Cơ hội và trọng hơn nó đưa đội bóng của Anh trở lại với vạch xuất phát trong trận đấu để họ có thể mơ về những thứ lớn lao hơn. Và xoay sở rất khéo của cầu thủ mang áo số 11. Và trước đó là đường chuyền hay của Sami Lokonga. Bukayo Saka! Những gì đang diễn ra rất giống với cách mà Arsenal đã giành ưu thế trước câu lạc bộ Wolverhampton cách đây không lâu. Để nhận những đường chuyền của các đồng đội tuyến dưới. Odegaard. Rice. Một nhân tố mới để tham gia vào tình huống ấy. Chính các thủ Bournemouth cũng đã gặp bất ngờ. Sự mạnh mẽ, sự can lướt và cả sự tỉnh táo của Declan Rice. Jesus. Động tác giả liên tục cầu Gareth Jesus. Declan Rice. Muốn quan sát góc di chuyển của Declan Rice thì cần những góc máy rộng như thế này. Trong cả tình huống anh kiến tạo và cả tình huống anh ghi bàn, băng lên từ phía dưới rất nhanh, năng lượng vẫn cực kỳ dồi dào ở quãng thời gian đã bù giờ này. Longstaff. Cơ hội. Dứt điểm. Không vào. Như vậy là vẫn có bàn mở tỷ số. Của Burnley bị thực sự sốc sạch. Cú đá bồi của Callum Wilson khiến cho Muric không kịp trở tay, dù cho anh đã có pha cứu thua trước đó. Rất khỏe. Jacob Murphy chuyền bóng ngược trở ra và mở ra một cơ hội cho Jacob Murphy với đường chuyền rất thuận lợi vào bên trong. Asinho lại để mất bóng, rất nguy hiểm. Anthony Gordon khoảng trống. 3-0 cho Newcastle United. Mất bóng rất nguy hiểm bên phần sân nhà. Asinho đã chơi hay kể từ đầu hiệp 1, nhưng liên tiếp là những tình huống mất bóng của anh. Và bây giờ thì nó trực tiếp dẫn đến bàn thua. Khoảng trống quá lớn với Bruno Guimarães. Những hậu vệ của Burnley. Đường chuyền của Isaac cho Callum Wilson. Tốc độ của Jacob Murphy rất nhanh. Căng ngang. Isaac. Đây là chuyền hỏng. Và sức mạnh của Newcastle là quá lấn lướt so với hàng thủ của Burnley ở tình huống này. Vẫn là Jacob Murphy với những đường chuyền như cắt tiết từ bên phía cánh phải. Tốc độ quá nhanh của số 23 đã loại bỏ Vitinho. Phần việc còn lại của Isaac là đánh đầu. Quả phạt góc của Gudmundsson. Và cú đánh đầu đưa trái bóng đi với một quỹ đạo rất khó. Và đó là bàn thắng. Lưới của Sheffield đã rung lên. Mất bóng rồi. Phản công dành cho Nottingham Forest. Cú sút rất nguy hiểm và tỷ số đội của mình là 1-0. Cú dứt điểm gọn gàng và rất đẹp mắt của Callum Hudson-Odoi. Hudson-Odoi là người đá phạt. Vẫn còn. Rất mạnh
và nó khiến cho thủ thành Fotheringham không có bất cứ một cơ hội nào để có thể cản phá. Một cơ hội quá rõ ràng, một tình huống rất thoải mái dành cho Ryan Yates. Hudson-Odoi thì Stephen Hurt đều để thủng lưới ít nhất là 4 bàn. Ngày hôm nay nhà phòng ngự của họ một lần nữa cho thấy sự kết nối rất lỏng lẻo giữa các cầu thủ với nhau. Erling Haaland và một không cho đội đương kim vô địch Manchester City. Và số bàn thua từ phạt đền cũng là nhiều nhất tại ngoại hạng Anh kể từ mùa giải 2020-2021. Đánh đầu, tỷ số là 2-0 dành cho đội chủ nhà. Cú đúp của Erling Haaland ở cú đánh đầu trước đó, lên lần có thể không đánh bại được Jose Sa, nhưng lần này ở một cự ly xa hơn, Erling Haaland đã làm khó thủ thành người Bồ Đào Nha và tỷ số của trận đấu được nâng lên là 2-0 dành cho nhà đương kim. Erling Haaland, Haaland và Haaland, 3 bàn cho Erling Haaland, 3-0 cho Manchester City. Haaland 3 và Wolverhampton 0. Ở mùa giải năm nay thì ông Gary O'Neill đang có được cặp tiền đạo chơi xuất sắc, đó là Matheus Cunha và Hoàng Nghi Chan. Cơ hội và tỷ số được rút ngắn xuống 1-3, đó là pha lập công của Hoàng Nghi Chan. Cú đấm bóng của thủ thành Ederson đã đưa trái bóng tới vị trí để Hoàng Nghi Chan có thể dứt điểm ngay. Phil Foden đường chuyền cho Erling Haaland. Erling Haaland dứt điểm, tỷ số là 4-1 dành cho Manchester City. 4 bàn thắng cho đến lúc này thuộc về Erling Haaland. Erling Haaland 4 và Wolverhampton 1. Và trận đấu cuối cùng là tiếp đón West Ham. Cơ hội Julian Alvarez và đó là bàn thắng thứ 5 dành cho Manchester City. Trong lần thứ 100 khoác áo câu lạc bộ Manchester City, Julian Alvarez đã đánh dấu kỷ niệm của mình bằng bàn thắng. Một pha chuyển đổi trạng thái mẫu mực của đội đương kim vô địch nước Anh. Chalobah, Madueke, pha dứt điểm của một cái tên quen thuộc tiếp tục ghi bàn, tiếp tục đem tới niềm vui trên sân Stamford Bridge. Cole Palmer, cầu thủ đã vắng mặt trong trận đấu lượt đi giữa đôi bên, và điều đó Cole Palmer, anh luôn chuyển bóng rất nhanh. Gallagher, hãy nhìn dáng vẻ tội nghiệp của thủ môn Areola kìa, anh chẳng thể làm gì hơn là trở thành một khán giả bất đắc dĩ chứng kiến bàn thắng của Conor Gallagher. 17 trận trước đó Chelsea mở tỷ số ở ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, họ chỉ thua đúng một lần thôi. Và bây giờ Chelsea đang tiếp tục hướng tới chiến thắng khi họ đã có những lợi thế từ rất sớm. 30 phút đầu tiên, Thiago Silva, 3-0 cho Chelsea. Cầu thủ đã cho thấy khao khát ghi bàn ở trận đấu này, Madueke là người lập công. Mặc dù anh đã cố gắng dứt điểm thật nhiều bằng chân trái, nhưng rồi, thật thú vị bởi vì bàn thắng đến với Madueke lại là từ một tình huống anh đánh đầu. Madueke, cơ hội để lập cú đúp Madueke, và anh đã nhường bàn thắng cho người đồng đội của mình. Nicolas Jackson không thể không cảm ơn Madueke. Trong 3 bàn thắng của Chelsea ở hiệp 1, Nicolas Jackson không ghi bàn cho dù anh là tiền đạo cắm, và anh là một trong những cầu thủ sốt ruột nhất trong việc ghi bàn ở 45 phút đầu tiên. Moises Caicedo, chọc khe, 5-0 cho Chelsea. Cú đúp của Nicolas Jackson. Tuy nhiên
Nicolas Jackson đã việt vị. Ja Pedro không vào, bắt con vào. Một khoảnh khắc mà Brighton và Ja Pedro đã được giải tỏa. Bàn thắng đến không hề dễ dàng với đội chủ nhà khi mà Olsen vẫn thể hiện xuất sắc. Cody Gakpo, khoảng trống, Salah. Và thực hiện một cú bấm bóng vào phía bên trong cực kỳ ấn tượng. Romero là người đã đứng thấp nhất trong hệ thống phòng ngự của Tottenham Hotspur ở khoảnh khắc này. Và ngay lập tức anh cùng với hàng phòng ngự của Tottenham đã bị trừng phạt với cú đánh đầu của Mohamed Salah. Alexander Arnold gặp xin bóng, đó là đường chuyền vào cho Robertson. Dứt điểm, Robertson. Liverpool không muốn dừng lại ở trong những đợt lên bóng của mình. Và đây cũng không hề có bất kỳ một lỗi việt vị nào của các cầu thủ áo đỏ cả. Những quả tạt dù có gần hay có xa thì bóng vẫn đến được với vị trí của những cầu thủ áo đỏ. Cho Javi Elliott có thể cướp được bóng. Đánh đâu? Lại đợt lên bóng này. Đó chính là những sự tự tin có phần hơi thái quá của các cầu thủ Tottenham Hotspur, và họ đã phải trả giá. Triết lý mà huấn luyện viên Postecoglou dành cho Tottenham Hotspur ở trong mùa giải năm nay, dù sao thì cũng là một triết lý hay, nhưng cho tới lúc này thì nó đang vỡ. Nó đang tan vỡ rất nhanh. Sơn. Bóng đến vị trí của Salah. Javi Elliott. Sút bóng. Vào! Hệ thống phòng ngự của Tottenham Hotspur bị xoay như trọng tróng trước khi phải nhận cú nã đại bác này. Bóng đi đúng vào góc chết và không thể cản phá. Pha xử lý. Cơ hội. Đây rồi. Cả Richarlison ghi bàn. Liệu ngày hôm nay Tottenham Hotspur trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại có thể làm được điều gì đó không? Những pha rất trống trải. Richarlison cơ hội. Soromin đây rồi. Nóng cho trận đấu này. Đường chuyền đã bị ngăn cản bởi Javi Elliott. Nhưng không, Richarlison cũng không việt vị ở pha bóng này. Và bàn thắng sẽ được tính cho Tottenham Hotspur. Sẽ còn khoảng 20 phút nữa tính cả những phút đã bù giờ. Với 63.5%, đi bóng tốt của Olise. Khoảng trống, dứt điểm. Hay của Olise để qua người và loại bỏ cả Casemiro. Và sau đó thì những cầu thủ phòng ngự của Man United đã không áp sát ngay. Manu thì không theo về kịp, còn Evans thì lại cố gắng để giữ vị trí. Còn nhiều nữa, mặc dù rất muốn có bàn thắng nhưng lúc này chúng ta có thể thấy rằng lối chơi của Man United đang tỏ ra khá tù túng. Mateta, quả rất được, quả người rất đơn giản. Mateta! Man United tới đây và cần 3 điểm để quay trở lại vị trí thứ 6. Nhưng bây giờ hiệp 1 chưa khép lại, họ đã bị đối thủ dẫn trước 2 bàn. Một tình huống mà Mateta thậm chí còn không mất quá nhiều công. Chỉ một pha ngoặt bóng đơn giản thôi. Có thể loạn. Cơ hội. Xuất phát từ một tình huống cố định. Không hề có lỗi việt vị của Adesen.
và cũng chẳng hề có lỗi việt vị của Mitchell. Họ vẫn đang vận hành rất tốt. Casemiro để mất bóng nguy hiểm. Olisee, sự cơ bắp nơi hàng phòng ngự thì Casemiro tỏ ra là quá yếu ớt và mắc những sai lầm. Pha bóng mà Casemiro cần phải quyết đoán hơn. Để mất bóng rất nguy hiểm. Ở tình huống này thì Olisee cũng cho thấy rằng phẩm chất kỹ thuật của mình là tốt như thế nào, rất tự tin.